Ui yeah. À. Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay Tô Minh Vinh sẽ hóa thân làm xạ thủ, tức là Tô Minh Vinh sẽ thi đấu đối kháng chúng đẹp với nhau. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ bắn chai nước. Đó, bắn chai nước này. Đó. Mỗi người chỉ được bắn một lần duy nhất. Thay phiên nhau bắn. Mỗi người chỉ được sử dụng một viên đạn để bắn. Đó. Ai bắn trúng là người kia sẽ bị phạt. Và đây là rất nhiều hình phạt. Đây, ví dụ nhá, tôi bắn trúng cái chai này là tôi sẽ bốc thăm những cái hình phạt trong đây để phạt với nhìn này. Đây, được, ví dụ như cái này. Cõng chạy hai vòng sân. Đó. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi với Vinh sẽ thi đấu với nhau luôn. Quất Vinh. Quất luôn. Chiến luôn. Chiến luôn. Quản tụi gì xem ai chơi trước. Rồi. 1 2 3. Chết chưa? Anh chơi trước nha. Rồi. Mỗi người chỉ được một viên đạn một lần bắn. Ok, 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 ok. Con này Vinh để lại hành cả dễ luôn. Thế bắn của Vinh Trần Nẻ này như ngỗng ngồi hỉa. Cố lên Vinh. Ui ôi, tí nữa là chúng. Vậy là tôi đã chiến thắng Vinh Trần Nẻ. Bây giờ tôi sẽ chọn một hình phạt trong những hình phạt trong đây. Hình phạt gì đây? Nằm mừng chúng bạn đứng không ơi, chúng bạn đứng không. Mấy lần cả. Mấy lần cả. Chết rồi. Đưa tiền đây. Tí nữa, tí nữa. Mình để cho mất 500k, không có nhiều, đưa tiền đi luôn. Đây, tiền anh Dưỡng ơi. Đây, tiền đây. Đấy. Đấy nhá. Phải làm từ tháng này. 500k của anh ấy nhá. Thôi bạn, chơi tiếp không? Chơi tiếp. Bây giờ là đến lượt Vinh Trần Nẻ nha. Vinh Trần Nẻ đang rất muốn phục thù tôi. Trượt rồi. Và đến lượt tôi. Đấy, ván nữa rồi các bạn ơi. Tiếp tục chịu phạt Vinh ơi. Búng tay 10 phát. Đừng im, đừng im nha. Ôi trượt 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 trượt. Một tuần đừng, ôi mẹ. Rồi 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 rồi. Ai đây? Ba này, bốn, im thôi. Sao thế này? Bốn rồi à? Quay hẳn đây. À. Năm, sáu, bốn ra thế này. Này, bỏ ra, không. Chưa đảo đâu? Rồi. Bảy, tám, chín, mười. Ui, cuốn tay. Chơi tiếp không? Chơi tiếp không? Anh hỏi một câu nữa, chơi tiếp không? Sợ chưa? Chơi tiếp, chơi tiếp, em sợ anh quá đấy. Sợ chưa? Không sợ. Cho nó lại, sợ chưa? Không sợ. Một anh quân tử chơi tiếp. Sợ, chơi tiếp. Rồi, ok, chơi tiếp. Đấy, bắn đi. Cái dáng ngồi ngắm bắn súng để trông như... À, đang ngắm rồi, đang ngắm rồi. Chắc là đang muốn phục thù tôi mà đang ngắm, ngắm mạnh rồi, ngắm mạnh rồi. Ui ôi, không, trượt rồi, trượt rồi. Này cái cả mồm, cái mồm, cái mắt đây không trúng thì... Cay ha, mình nhảy ra cay tôi ấy các bạn ạ. Vì thua hai lần rồi đang cay. Cay cú các bạn ạ. Bây giờ sẽ đến phần thi đấu của tôi. Mặt mình nhảy nẻ về đang sợ, sợ tôi bắn trúng nên lại bị phạt rồi. Tôi sẽ cố gắng bắn trúng để cho mình nhảy lại bị phạt tiếp. Đừng trúng đi, đừng trúng đi, đừng trúng đi, đừng trúng đi, đừng trúng đi. Đừng trúng đi. Đừng trúng, ui dồi ôi. Yeah, yeah. Trời ơi, sao mình trúng hoài, mình thua hoài vậy? Tiếp tục chịu phạt nào. Cái gì? Úp bánh kem vào mặt ra. Ui ôi. Vinh Trần Nẻ đã rửa mặt sạch sẽ rồi. Không biết là thần may mắn có đến mấy đứa sạch sẽ không? Không biết được. Rồi, chơi tiếp đây, chơi tiếp không? Chơi tiếp, rồi. Rồi. Cái trò này nghi là Vinh Trần Nẻ không mà thắng được tôi các bạn ạ. Cố gắng lên. Thấp xuống anh chỉ cho. Sang ngang. Sang rồi. Bắn đấy. Ui ui. Vẫn xịt các bạn ạ. Vinh sẵn sàng chịu phạt chưa? Rồi. Thank you.
Trời ơi. Dê. Đùa chứ chán quá à. Riêng về quả súng led thì tôi là bá đạo trong chùm súng led rồi. Đẳng cấp súng led Việt Nam mà bắn phát nào chết phát đấy. Không nói nhiều đâu, bây giờ phải chỉ để chịu phạt tiếp. Hình phạt gì cho Vinh Nhật Nhả đây? Gì? Ok đấy. Không có gì à? Có. Cái gì? Cù chân trong 30 giây. Lại cù chân 30 giây. Trời ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Buồn buồn à. À buồn buồn. Vậy là Vinh Nhật Nhả đã chịu phạt xong phần thi cù chân. Ui. Đó. Ui ôi. Chúng tôi. Rồi may còn chúng tiếp chúng tôi chứ mày. Vậy là Vinh Nhật đã thắng tôi. Cuối cùng cũng thắng tôi. Rồi, chơi luôn đi. Sướng. Ôi sướng đi. Ôi sướng đi. Thua 4 ván mới thắng được 1 ván. Cái cảm giác đang lưng dâng trào ấy. Rồi. Trả sướng rồi. Bốc hình phạt cho anh đi. Đây, thì vào gì đây? Ăn một quả ớt cho ăn một quả ớt. Ăn một quả ớt. Ăn một quả ớt. Chạy đâu ấy? Chạy đâu ấy? Chạy đâu ấy? Ô kìa. Chạy kìa. Chạy đâu ấy? Hả? Ôi, chạy đâu ấy? Chạy đâu nhà luôn là đỡ được sao chơi đẻo à? Chơi đẻ, ui ôi, tôi ngửi mùi ghê quá, tôi ngửi cũng sợ cơ, ôi. Cay quá, cay quá, cay quá, uống nước. Uống nước đi, ấy, chạy nhanh đấy. Ôi, ông ok. Sẵn sàng chịu phạt chưa? Sẵn sàng rồi. Phát này tao cho mày ăn hành luôn. Ừ. Đừng chúc, ôi ơi, trời ơi, đã trúng tiếp rồi. Yeah. Tôi là người chiến thắng. Yeah. Mày cho tao ăn ớt phải không? Ừ. Mày cho tao ăn ớt phải không? Ôi. Gì? Đổ coca vào người. Ôi ơi. Phát này cho mày tắm coca luôn nha. Yeah. Vinh Nhật đang cay cú khi thua tôi ấy. Và đến lượt Vinh Nhật thấy ạ. Cố lên. Có làm gì không? Ngắm rất là chuẩn, đây mông má đang bênh lên rồi, rồi bắn đấy. Xem có làm gì được. Ui trời ơi. Làm sao ăn được anh, mày cứ nghĩ ăn được anh đơn giản quá. Chế đấy. Mày chỉ ăn may một phát thôi, chứ làm sao thắng được anh. Bây giờ sẽ đến lượt thể hiện của tôi. Vua súng lép đấy, Vinh Nhật Nhả tuổi gì, phát này mày chết, chịu phạt luôn. Vinh Nhật Nhả ơi, hình phạt của Vinh Nhật Nhả là gì? Bắn 10 viên đạn vào mông. Bây giờ sẽ đến phần thi đấu của Vinh Nhật Nhả. Đang muốn phục thù tôi, mắt nhắm chặt vào, y dư kinh, ngầm kinh thật. Đấy, bắn đây xem nào. Rồi. Chết rồi. Cái vẻ mặt cay cú vẫn hiện lên hàng ngày của Vinh Nhật Nhả khi chơi cái gì cũng thua tôi. Ui ôi. Yeah, yeah. Tôi là vua súng lép. Yeah. Nào. Ngã sừng vào rồi các bạn ơi, chán quá. Uống một thìa dầu ăn ơi, ơi Vinh ơi. Ui giời tuyệt vời. Chơi tiếp không? Chơi tiếp em sợ gì? Ấy giờ kinh chưa? Em không sợ anh phải không? Ấy giờ em sợ anh quá đấy. Ấy giờ rồi bắt tay làm nhà đại phụ. Rồi, chơi luôn. Rồi. Liệu Vinh Nhật Nhả có thắng được tôi không? Ui dồi ôi, rất tiếc.
Vinh thì này rất có trí nhưng mà anh rất tiếc là không là thắng anh đâu. Bây giờ sẽ đến lượt thi đấu của tôi. Mặt mặt đang cay cú, thua nhiều quá cay cú. Cay thật quá cay các bạn ạ. Ức chế. Thục thủ mà khó khăn quá. Nói lại đàn ông cũng khó khăn. Lại trúng kia rồi. Tôi là vua súng led, tôi đã bảo rồi. Tôi là vua súng led của Việt Nam luôn. Bắn phát nào trúng phát đấy. Bây giờ Vinh Nhảy sẽ chịu phạt. Trời ơi. Ngâm nước đá trong... Ngâm tay vào nước đá trong vòng 30 giây. Một, hai, ba, bốn, xong. Vinh Nhảy ngắm nghía rất là kỹ, bây giờ Vinh Nhảy sẽ bắn. Ui dù căng đét luôn, nhưng mà rất tiếc. Không trúng rồi đây. Lại không trúng. Đứng đây thôi. Yeah, yeah. Tôi là vua súng lép. Hình phạt gì đây? Cậu chạy hai vòng sân. Ôi. chạy hai vòng sân, hai vòng. Anh có 55 cân gọi nhẹ chèo thôi. Một vòng nhá. Rồi, một vòng. Hai vòng. Chưa. Ok, xong. Vậy là tôi và Vinh Tiền Nẻ đã thi đấu với nhau xong. Thật sự là chơi cái trò xạ thủ súng led này rất là thích. Con bảo tôi thắng nhiều quá nên tôi rất là vui. Nhưng Vinh Tiền Nẻ hôm nay thua nhiều quá các bạn ơi. Thua nhiều quá nên cũng thương Vinh Tiền Nẻ thật. Nếu các bạn thấy trò chơi của chúng tôi hay thì cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.